Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong một video gần đây mình có giới thiệu cho các bạn về channel hoa Seahorse của nhà Zoologies, được mọi người đón nhận rất nhiệt tình và yêu cầu mình làm thêm về những tác phẩm từ nhà nước hoa này. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người 5 mùi hương nữa mà cá nhân mình đánh giá là cực kỳ hay và thú vị, và không để mất thời gian của mọi người thêm nữa. Here we go. Chân thực có lẽ là từ ngữ chính xác nhất để mô tả về những mùi hương của Zoologies. Nó chân thực tới mức là với những tác phẩm Zoologies đời đầu thì ngoài những lời khen nức tiếng của những nhà phê bình nước hoa ra, nó cũng nhận lại được không ít những cái nhăn mặt của những người chưa có quá nhiều trải nghiệm với mùi hương. Victor Wong thì lắng nghe tất cả những ý kiến đó, và sau 8 năm phát triển, những mùi hương của Zoologies hiện tại đã trở nên tròn trịa và chiều mũi số đông hơn rất là nhiều. Tính đến nay thì nhà nước hoa này đã có tổng cộng 29 con vật trong bộ sưu tập của mình, và với sự sáng tạo cũng như là tầm nhìn của Victor Wong thì mình nghĩ rằng cái con số này nó sẽ càng ngày càng lớn mạnh trong tương lai. Thì trong video ngày hôm nay, trong tất cả những tác phẩm của Zoologies, mình muốn giới thiệu đến cho các bạn 5 mùi hương mà cá nhân mình đánh giá rằng nó rất hay và rất đáng để trải nghiệm. Bắt đầu luôn nhá. Mở đầu cho cuộc hành trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lặn xuống biển sâu để khám phá Zoologies Squid. Squid gây ấn tượng đặc biệt cho mình không chỉ vì mùi hương mà ở ngay cái phần màu nước, như các bạn có thể thấy đây, một cái màu xanh tối, nhìn nó đầy bí ẩn. Mùi hương của Squid thật sự nó rất đặc biệt. Nó là sự kết hợp của nốt hương khói, mực và vô số nhựa thơm. Nó khiến cho cái vị khô đắng của khói và của mực càng thêm đặc quánh. Và cái thứ thể hiện rõ nhất phong cách của Zoologies chính là việc sử dụng một lượng lớn long diên hương, thêm vào đó là một nốt muối kỳ lạ để tạo thành hiệu ứng nước biển mặn mặn, có một xíu hơi tanh nhẹ khi lên da. Và tổ hợp đó khi kết hợp với tiêu hồng và một hợp chất tạo hiệu ứng xanh ngái the lạnh, nó lại càng khẳng định cái cảm giác như đang chìm sâu dưới biển khi mà những làn nước lạnh đang lùa vào từng khe kẽ của cơ thể. Mình có thể khẳng định rằng Squid không phải là một mùi hương chiều mũi, đặc biệt là khi vừa mới xịt mùi hương này ra. Nhưng khi mà chúng ta càng đi sâu hơn cùng với Squid, chúng ta dường như chạm với đáy của biển sâu, nơi mà những đợt sóng dường như cũng lặng đi, mùi hương của khói cũng không còn dày đặc nữa, mà thế chỗ vào đó là một nốt hương mực tối đen, đắng. Và khi mà chạm tới đáy biển sâu thì chúng ta cũng sẽ được gặp con mực mà Victor Wong đang cố gắng miêu tả. Chắc chắn nó sẽ không phải là chú mực ống nằm trên mâm cơm nhà bạn đâu, mà mùi hương của Squid là một mùi hương của một chú mực khổng lồ, bí ẩn nhưng mà cực kỳ hoành tráng. Và mặc dù không phải là một mùi hương nịnh mũi số đông nhưng cực kỳ hình ảnh, và nó thể hiện phong cách của Zoologies rất tốt. Squid là một mùi hương gây ấn tượng với mình ngay từ lần xịt đầu tiên, và cũng không có gì lạ khi Squid đã đoạt giải cho danh mục mùi hương hay nhất năm 2020 của giải thưởng Fifi, giải thưởng danh giá nhất trong giới nước hoa. Sau cuộc hành trình khám phá biển sâu cùng Victor Wong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt chân lên những khu rừng mưa nhiệt đới, nơi mà loài tắc kè sinh sống. Tắc kè thì có thể nói là một loại sinh vật khá là kỳ lạ. Nếu như các bạn không cảm thấy ấn tượng bởi chiếc đầu hình tam giác giống như đang đội một chiếc mũ bảo hiểm với hai con mắt tròn trố lồi ra ngoài của tắc kè, thì chắc chắn khả năng biến đổi màu cơ thể của chúng sẽ làm các bạn phải ngạc nhiên. Tắc kè thì có khả năng thay đổi màu sắc tùy thuộc vào môi trường sống, và đó cũng chính là nguồn cảm hứng cho Victor Wong để tạo ra mùi hương này. Một mùi hương biến đổi khôn lường. Ngay từ đầu, Chameleon đã phủ lên da chúng ta một sắc vàng óng của các loại hoa trái đặc trưng của miền nhiệt đới, mang đến cho ta một cảm giác vui tươi của một mùi hương tràn đầy ánh sáng. Và khi mà Chameleon thích nghi hơn trên da thì các bạn sẽ thấy dường như sắc vàng của hoa trái lại bị phủ lên bởi những lớp lá xanh dày đặc tạo bởi sự kết hợp của Violet. Cái nét xanh ẩm của Violet được nhấn mạnh thêm bởi một chút hương aquatic mà Victor Wong thêm vào, vẽ lên hình ảnh của một chú tắc kè đang chậm rãi di chuyển trên những cành cây. Và khi mà các bạn nghe mình mô tả như vậy, các bạn cũng đang phần nào tưởng tượng ra được hình ảnh của một chú tắc kè đang chuyển mình từ vàng sang xanh, rồi lại từ xanh ra vàng theo từng bước đi của chúng, giống như kiểu đang chơi trốn tìm trên da của chúng ta vậy. Với cá nhân mình thì đây là một mùi hương mà mỗi khi ngửi nó sẽ mang lại cho chúng ta một nụ cười, một mùi hương dễ thích, dễ mặc, dễ dùng và hoàn toàn xứng đáng có mặt trong danh sách ngày hôm nay. Con vật tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn chính là bi, còn ong. Và mật ong thì có lẽ là một nốt hương mà không quá xa lạ với chúng ta nữa rồi, đúng không? Mật ong thông thường các bạn sẽ thấy nó hay kết hợp với hoa hồng, tạo một cái vị ngọt dính,
hay là một sắc thái mật ong nó sẽ tối hơn khi mà nó kết hợp với thuốc lá trong nhiều tác phẩm nổi tiếng. Và có lẽ rằng chỉ có thể qua đôi bàn tay nhào nặn tài tình của Victor Wong thì mật ong nó mới hiện lên một cách chân thực và ấn tượng đến như thế này. Nó ấn tượng đến mức mà ngay sau khi ra mắt thôi, các nhà phê bình đã đưa Bi vào trong danh sách chung kết của giải thưởng nước hoa hay nhất năm vào năm 2020. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xịt cái thứ mật ong này lên để thưởng thức nhé. Với mình thì Bi nó không chỉ đơn giản là một mùi hương mật ong ngọt, mà hơn thế, Bi là hình ảnh của những chú ong cần mẫn với đôi chân nặng trĩu, mang đầy những hạt phấn vàng óng. Nó thể hiện cực kỳ rõ qua sự kết hợp của nốt hương mimosa, bông xốp, ấm áp được nhấn mạnh bởi hoa cam trên nền một thứ mật ong ngọt dính đang chảy thành từng dòng. Với mình, bằng một cách nào đó thì nó phần nào mô tả được hình ảnh của một chú ong chăm chỉ. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có những chú ong thợ chăm chỉ mới có thể tạo ra được một thứ mật nó dày và nó ngọt sâu đến như thế này. Và khi mà các bạn ngửi thật kỹ mùi hương này để vượt qua được nốt hương mật ong dày, thì chúng ta sẽ thấy đằng sau đó nó còn một chút kem béo nữa. Một mùi hương mật ong mà mình đánh giá là hiếm có, khó tìm, cực kỳ tròn trịa và cực kỳ phù hợp dành cho những ngày trời lạnh như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một loài vật mà cũng đam mê hút mật, nhưng mà so với mình thì nó dễ thương hơn ong khá là nhiều. Và mùi hương mình đang nhắc tới đó chính là chim ruồi, hay còn gọi là hummingbird. Hummingbird thì có thể coi là mẹ đẻ của Bi khi mà tác phẩm này được ra mắt vào năm 2015 và sử dụng chung gốc mùi mật ong mà chúng ta cảm nhận được ở trong Bi, một cái thứ mật ong hoang dã, đặc và ngọt đậm. Nhưng ở Hummingbird, nốt hương mật ong lại đi theo hướng khác hẳn. Thay vì đi kèm với những nốt hương phấn dày đặc, đồng hành với mật ong ở đây là những loại trái cây mọng nước mà chim ruồi rất thích: mận, táo, lê, và rõ hơn cả chính là trái cherry. Với mình thì đây là một mùi hương đa sắc đa vẻ, vô cùng vui tươi, khiến cho chúng ta cảm thấy yêu đời mỗi khi chúng ta xịt mùi hương này lên da. Và có một cái hay ở trên hoa này chính là khi chúng ta xịt mùi hương này lên da, có lúc các bạn sẽ cảm thấy như là mùi trái cây nó hiện lên rất rõ, nhưng có lúc nó sẽ là hương hoa, và đôi khi là cái mùi hương mật ong, là cái mùi hương nổi trội lên cả. Thì chính cái điều đó nó tạo cho chúng ta một cảm giác thú vị khi mà xịt mùi hương này. Và khi mà nghe tới nốt hương mật ong, nhiều người sẽ nghĩ rằng trái hoa này là một trái nước hoa rất là đậm mùi, dày mùi, khó dùng. Nhưng tin mình đi, đây là một mùi hương cực kỳ đa dụng, rất dễ sử dụng, đặc biệt là dành cho những bạn nữ nào mà đang tìm kiếm một mùi hương mà nó mới mẻ, nó thú vị, đổi gió đi thì hoàn toàn có thể trải nghiệm Hummingbird. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mùi hương cuối cùng của ngày hôm nay, một mùi hương mà để dành từ đầu đến bây giờ đấy. Đây là chai nước hoa đã làm nên tên tuổi của Geologies và đưa nhà nước hoa này xuất hiện trên bản đồ thế giới, không ai khác chính là Bath. Với cá nhân mình thì Bath chính là chai nước hoa mà hay nhất, độc đáo nhất cũng như là thú vị nhất của Geologies. Điểm đặc biệt nhất của Bath đối với mình đó chính là cái hợp hương đất ẩm cực kỳ chân thực. Và có lẽ là cho tới thời điểm hiện tại mình vẫn chưa thể tìm được một mùi hương nào nó có thể mô tả chân thực cái mùi đất ẩm hơn là Bath. Và ngay khi ngửi mùi hương của chai nước hoa này, các bạn sẽ lập tức được di chuyển tới hang động của những loại rơi. Một cái hang động mà nó tối tăm, bí ẩn, nơi mà sộc thẳng vào mũi chúng ta sẽ là mùi hương của những lớp đất ẩm phủ đầy sàn, của những giọt thạch nhũ đang giọt tí tách. Và ngay khi vượt qua được lớp đất, thứ bất ngờ tiếp theo cho đón chúng ta chính là mùi hương thơm lựng của những trái chuối chín. Đây chính là thức ăn yêu thích của loài rơi. Chuối ở trong Bath có lẽ là loại chuối hơi chín quá độ, khi mà chúng ta cảm nhận được một vị ngọt đậm đi cùng với một chút hương béo bùi và một độ nẫu nhẹ, mà khi hòa hợp với ớt hót mùi đất ban đầu tưởng như trái ngược nhau, nhưng chúng lại hợp nhau đến không tưởng. Thế nhưng thứ khiến cho Bath trở nên đặc biệt nhất lại cũng chính là thứ khiến cho nó mất lòng người dùng nhất. Khi mà có nhiều người không chịu được cái hợp hương đất ẩm đó, có nhiều phản hồi cho rằng cái hợp hương đó nó quá tanh, nó quá dày và nó quá khó mặc. Vì chính những điều đó nên đã có những khoảng thời gian Victor Wong cho ngừng sản xuất Bath để có thể điều chỉnh lại công thức để phù hợp hơn, cân bằng hơn. Và tới năm 2020, nhờ tay nghề của perfumer mới nổi Prince Lomos, Bath được tái sinh cho một phiên bản mới với hợp hương đất ẩm được làm có phần nhẹ và chiều mũi hơn, cùng với việc đẩy mạnh nốt hương chuối đặc trưng mà tất cả đều mê ở Bath, khiến cho chú rơi hiện lên bớt phần tăm tối và lại trở nên dễ thương và dễ gần hơn rất là nhiều. Và với cá nhân mình, Bath chính là chai nước hoa thú vị và hay ho nhất của Geologies khi mà nó đã thể hiện được đúng tinh thần của nhà nước hoa này. Đó là gì? Là chân thực, là sự hay ho và sự tròn trịa. Thì vừa rồi là năm mùi hương rất thú vị của nhà Geologies. Ngoài năm chai nước hoa này ra thì nhà Geologies còn rất nhiều những chai nước hoa hay ho khác mà nếu có thời gian và điều kiện mình sẽ làm thêm cho mọi người. Còn không biết các bạn
đâu là con vật mà các bạn yêu thích. Hãy comment phía dưới cho mình và những người khác cùng biết với nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký, bên cạnh có chuông bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì bye bye.